Để chủ động ứng phó với bão số 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trên địa bàn có phương án chủ động ứng phó, kiểm tra các phương tiện phòng chống lụt bão, bảo đảm tốt thực hiện nhiệm vụ, nhất là các phương tiện tàu thuyền, cử các lực lượng túc trực khu vực trọng điểm, trong đó giúp bà con nhân dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và giúp dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền tại các đơn vị. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị báo cáo về công tác chuẩn bị, các phương án ứng phó với cơn bão số 5, Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố yêu cầu các đơn vị đã triển khai 100% quân số trực tại doanh trại, sẵn sàng ứng cứu nhân dân trên địa bàn khi bão đổ bộ, chủ động chuẩn bị thuốc men, quân tư trang, lương thực, thực phẩm cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn. Hiện nay thì Bộ đội Biên phòng đang tiếp tục tăng cường kêu gọi tàu thuyền, rồi duy trì liên lạc với các cái tàu trên biển và tăng cường công tác phòng chống lụt bão thông báo. Đêm nay thì Bộ đội Biên phòng cũng là đang duy trì cái việc mà bắn cảnh báo, bắn báo hiệu để cảnh báo cho các phương tiện trên biển. Ngay trong ngày hôm nay, các đồn biên phòng Hải Vân, Phú Lộc, Non Nước, Sơn Trà và biên phòng cửa khẩu cảng đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ xuống các địa bàn xung yếu để giúp dân. Tính đến 16 giờ chiều nay đã có 1.242 phương tiện trên 7.336 lao động về neo đậu tại Đà Nẵng và các tỉnh thành khác. Số phương tiện còn ở trên biển là 16 phương tiện trên 94 lao động. Tất cả các phương tiện đã nắm được thông tin hướng đi của bão để tìm nơi trú tránh.